Ủa, thưa cậu, sao cậu còn ngồi đây? Ông chủ sắp vô đây kiểm soát đó. Vô thì vô, tôi về đây. Nhiều lúc ông chủ tới đây kiểm soát, cậu cũng mượn cớ này cớ nọ để đi mà. Ê, đừng đụng chạm đồ đạc trên bàn nha. Ông chủ, bây giờ ở ngoài lộn xộn quá đi. Rạp của mình lại nhận nhiều thứ nặc danh, cho nên đâu có dám chiếu. Làm ăn bây giờ càng ngày càng tệ. Dạ được ông chủ, để tôi mời cậu vô đây. Vô đi. Ba, mày làm ơn nha, nếu rảnh thì lo học hỏi đi, chỉ lo ăn chơi phè phưởng. Ta bao nhiêu đứa con, lo thì lo không xuể đâu. Giờ đứa nào đứa nấy cũng có lòng cánh, biết bay biết nhảy rồi. Nhưng mà vậy, mày có bay ra ngoài đời hù với người dân ở ngoài mà chống chọi với tao thì đừng có nói nữa. Gì? Giờ quá huấn luyện nghệ sĩ của Lôi Thị à? Mày muốn làm kiếp hát lắm sao? Làm ơn coi lại mặt mày đi. Có phải là thứ đào hát không cái đã? Tao biết rồi. Từ nhỏ mày đã muốn chọc tức tao rồi. Chọc tới chừng nào nổi giận la lên mày mới chịu yên thần. Dồn gì? Làm cái gì mà thấy tao trân trân vậy? Tao đã quen rồi. Nè, mày ở ngoài làm cái gì á, tao không cần biết. Nhưng mà bây giờ vô làm việc cho Lôi Thị, mày làm mất mặt Bồ Thị tao hả? Dù hèn đi nữa mày cũng là chủ của rạp hát Bồ Thị mà. Vậy mày đi làm công cho Lôi Thị, mày có phải điên không vậy? Nè, tao nói cái gì mày có nghe không vậy? Mày khùng hả? Mày, bộ mày làm cái gì mà tao không biết sao hả? Mày à, một tháng xài bằng tiền lương cả năm của người ta nữa. Mày ăn của tao, ở của tao, xài của tao, mà chống đối với tao nữa. Tao cho mày biết, mày khôn hồn thì làm quản lý rạp hát Bồ Thị của tao. Nếu không mày đừng có hòng xài tiền của tao một đồng bạc nào hết. Đi đi, mày đi khuất với tao. Phút 48 giây. Con gặp ba lần này là lần thứ 19. Nói chuyện đến 5 phút 48 giây. Còn da chạm đến thân thể nữa. Thiệt là hiếm có. Mày thì là khùng quá.
chỗ nữa tao đập mày chết đó nha. Đập hả? Mày ngon thì đập chết tao đi. Để tao coi mày có dám đập chết tao không. Đập đi. Tao không tin mày dám đập tao. Ra đây. Ra đây đánh với tao nè. Ra đây đánh với tao. Thiệt là bậy bạ. Phải tới như vậy. Đứng nhìn mày nãy giờ à. Kệ buồn người ta hả? Sao chứ? Nè. Đừng uống hết của tôi nha. Chưa lại cho mày nè. Mày coi nè. Tờ báo này nói á, Tần Phong đã làm anh hùng dân tộc rồi, hưởng ứng bãi công. Mày thấy qua chưa? Thấy ngon chưa? Mày coi, mày coi nè. Tờ báo bữa nay đó, coi đi. Đem ra chỗ khác đi mà. Tờ báo này nói á, đồng bào quan hô Tần Phong, ao ạt tràn ra ngoài đường. Thì ra tao có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Tao có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Nè, anh là đại minh tinh đó mà, thì anh phải có sức ảnh hưởng lớn chứ. Anh không biết mới là khờ thôi. Tao không ngờ làm tới gì vậy. Tại sao vậy? Thiệt không hiểu. Cảnh sát nổ súng đàn áp, một chết năm bị thương. Làm phải một chết năm bị thương. Ê, chết rồi hả? Tao chỉ biết ăn cơm, uống rượu, chơi gái, ngoài ra không biết gì hết. Tao chỉ biết đóng phim, tất cả gia gì cũng dồn chủ sắp xếp hết. Xưa nay tao chưa bao giờ tự chủ làm được điều gì hết. Không ngờ lần đầu tiên, lần đầu tiên tự nói không đóng phim nữa. Làm tao phải một chết năm bị thương. Một chết năm bị thương. Sao lại đánh tao vậy? Để tao đánh lại đi. Đứng im nha. Đứng im. Đứng im. Đánh bên nào? Nè, để tao đánh lại đi. Bên nào hả? Nè. Tần Phong đánh người ta. Tần Phong, Tần Phong sao đánh người hả? Đại minh tinh đánh người. Tần Phong sao mà đánh người hả? Có gì đâu chứ. Đại minh tinh đánh người hả? Nè, dựa đây.
Hả? Đi đây. Vô đây đi. Nè. Ở cái đây á. Nè. La 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 la. Jenny. Nó cần gì mà dữ vậy? Không làm dữ vậy làm sao mà thoải mái được chứ? Bây giờ tao thấy rất là sung sướng đó. Nghe bản nào đây? Thì bản ngọn cỏ ven sông đi. Ôi, trời trời. Sao để nổi như vậy? Tôi kiếm anh suốt đêm đó. Đi đâu vậy? Bắt gì tên? Ông chủ đã ra thông cáo mới rồi. Tôi lo cho anh mới che giấu tất cả. Cần gì che giấu cho tôi? Sự thật của nó hại chết người ta mà. Dù che giấu cho tôi trong lòng tôi không được sung sướng đâu. Lũ bá xuyên ích kỷ, anh càng ích kỷ hơn ông nữa. Chuyện gì anh cũng chỉ lo cho mình anh thôi. Chuyện của tôi không cần anh lo. Cả anh cũng không bằng nó. Còn gì được gọi bạn thân? Nó chơi vô suốt đêm đó. Say rồi ngủ đi. Tôi chưa say. Con người tôi tới giờ, anh giờ chỗ nào mà? Anh nói đi. Chỉ có một điều, anh đã thương tôi. Do anh đem tôi vào nghề. Nhưng tôi không muốn tối ngày như con chó, anh phải lo cho tôi. Anh lo cho anh còn chưa xong mà. Anh nói đi. Anh dựa vào đâu? Hả? Bộ tôi không biết lo cho tôi sao? Trước mặt ông chủ tôi đã nói biết bao nhiêu điều cho anh mà. Còn nữa, tôi đã áp lực ổng. Nếu không như vậy, anh làm sao có được chỗ đứng chứ? Anh đúng là thứ ngu xuẩn. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống quá. Giống như rồi. Còn đoạn tiếp thế nào hả? Không cần anh nói tôi cũng hiểu. Dứt khoát phải rượt nó, rồi phải bắt được nó, sau đó đập cho nó bể đầu. Không, nó phải từ từ rượt tôi, rồi sau đó quay từ từ, quay kỹ về mặt nó nha. Không phải vậy đâu, sao chưa? Không phải, đã nói là rượt người thì phải ống kính quay từ chân chạy tới. Thôi phải đi, trực tiếp một chút. Không cần quay cái chân, chỉ cần quay thẳng cái đầu của mình, quay màn ảnh cho mà tới rồi khoái. Không được. Nghe tôi nói nè, không được nghe tôi nói nè. Làm gì? Thôi nè, đừng có. Nghe tôi nói có được không hả? Nè, vậy thì anh Phong định quay sao hả? Anh Phong à, quay làm sao hả? Tôi à, làm sao mà biết, làm sao biết quay cách nào chứ. Hồi nào đến giờ đóng phim mà đạo diễn bắt tôi đứng quang bên à, chỉ cách tôi làm xong như vậy à, tôi đâu biết quay cách nào. Đã đạo chủ đâu, đã đạo quản công, đã đạo chủ đâu, hổ hồ bại công, đã đạo chủ đâu, hổ hồ bại công. Đừng kỳ, đừng có quay cái này đi lắm đó. Đi quay cái này đi, không có được đâu. Mưa máy hết rồi, bỏ đập thể máy mày đi. Nè, kỳ ha, đừng. Anh Phong à, vô coi phim đi. À,
Nè kìa, tên nó là tao đó nha. Cái màn này á, tao chạy mệt biết mấy, tụi bay có lo đập không? Không chịu chờ tao, mày coi mày kìa. Cái điểm đó ở ngoài đường rất là ướt, vậy mà phải đạp chứ, đạp hoài dằn ướt hết trơn à. Tại anh dở thôi. Tại anh dở thì đúng hơn. Tôi đã làm là điều tốt. Wow, đánh nó như vậy à? Wow, coi kìa. Chào bộ, cậu Phong, mời ngồi. Tôi cũng biết tới lúc anh phải gặp tôi rồi. Tại sao? Một ly cà phê. Dạ được. Lúc trước thì anh hơi bận, lúc nãy thì anh rảnh rồi. Anh nghĩ coi có nên qua đây không hả? Biết bằng cách gì? Đồ đạc dụng cụ phối cảnh đều hư hết, phải ngưng vài bữa. Vậy thì anh khỏe rồi. Theo tôi được biết thì thực tế anh đâu có muốn quay phim ca vũ thằng bệnh. Đâu có nghĩa tôi qua bên anh quay thử đâu. Một bộ phim nhỏ như vậy làm sao lôi kéo được anh Phong qua mình? Anh cần điều kiện gì cứ việc cho tôi biết. Tôi quay xong bộ phim này rồi á, tôi muốn tự tôi làm một bộ. Tôi chỉ muốn làm vai chính thôi. Tôi không muốn đóng vai gì đại tình nhân đại anh hùng. Tôi chỉ muốn làm một người bình thường, một người mà có nước mắt, có máu đào, có liên quan tới xã hội. Một người bình thường mà làm cách nào để tranh thủ được cho mình mong muốn của buổi bạo loạn. Anh muốn lấy cốt truyện bạo loạn. Quay một bộ phim nào mà khiến người ta thấu hiểu. Nếu lúc đó bạo động chưa chấm dứt thì phim của mình làm sao chiếu được. Tôi biết Lô Bá Siêu không chịu điều đó. Vậy mà tôi tưởng ông chịu. Cậu Phong, điều mà dám làm đó là tinh thần xưa nay của bộ thị chúng tôi. Được, tôi chấp nhận cậu. Anh đòi hỏi điều kiện như vậy, họ không chịu sao? Tôi đúng là có giá trị lợi dụng. Tôi không muốn lúc tôi chết phải nhìn lại, cảm thấy mình hối hận ngu khờ. Đúng là định mạng hả? Thật không ngờ, anh lại thay đổi lớn như vậy. Tôi không có một chút thay đổi, cũng giống như xưa vậy thôi. Vẫn có cái mơ ước của mình, vẫn muốn đóng phim nào mình muốn đóng. Không biết tại sao tôi quen được mấy đứa bạn trẻ đó. Tôi cảm thấy tụi nó hăng say lắm. Tự mình làm cả đạo diễn, sách hoạch diễn viên. Suy nghĩ lại hồi xưa tôi cũng vậy mà. Chúc mừng anh. Anh Cường, đi với tôi qua bộ thị đi. Hai đứa chúng ta nhảy vào đó làm chung. Tôi nói với bộ Kính Khang, ổng dứt khoát đồng ý. Tôi làm đạo diễn, anh đóng vai chính. Thôi đi, tôi đã già rồi, không còn sung sức nữa. Cường. Nè, anh cứ qua đi ha. Qua bởi đóng cái phim thật là hay cho anh em nhìn thấy. Tôi sẽ mừng dịp đẹp. Ông Lôi, có người thấy Tần Phong đi gặp Bùi Chánh Khang và đùa giỡn rất là vui vẻ. Cuối cùng còn cạn ly hợp tác nữa. Hình như là chúc mừng điều gì đó. Ông Lôi à, ngồi đi. Hình như đã lâu chúng mình không gặp ha. Bản hợp đồng này tôi đã chuẩn bị lâu lắm rồi đó. Ông Lôi à, lần này tôi tới muốn nói cho tôi biết là anh muốn nhảy rào qua bồ thị chứ gì. Thật ra đâu cần phải rắc rối nhảy qua nhảy lại. Cái gì Bồ Thính Khang trả được cho anh tôi cũng vẫn trả nổi mà. Ý tôi muốn là điều mà tôi muốn làm tôi rất có thể làm lợi được cho anh. Phong à, anh làm tôi đau lòng quá. Anh đã quá khinh tôi. Trong bàn toán của tôi, tiền không phải là quan trọng. Tiền tôi không có thiếu. Tôi không cầu phải được lời nhiều hay ít.
điều mà quan trọng nhất, đó là thể diện. Nếu không có thể diện, trong mười mấy năm nay tôi đã tốn biết bao nhiêu sức người, sức của, sức đồ đạc. Tôi có địa vị như ngày hôm nay, anh lại nói là phải nhảy rào, nhảy qua bên bồ thị. Vậy người ta ở ngoài nhìn tôi thế nào? Thể diện của tôi còn không? Họ sẽ cười tôi chứ? Tôi không thể nào để thiên hạ cười tôi được. Đúng vậy. Còn như nếu nói tới tình cảm, trong mười mấy năm nay tôi đều kể anh như là con ruột của tôi vậy. Đúng, tôi có thể là một người cha vừa nghiêm khắc vừa chuyên chế, nhưng mà tôi rất là thương anh. Anh nói đi, từ ở trên phương diện đóng phim tôi hơi khắt khe với anh, ngoài ra tôi còn điều gì mà tôi không chiều chuộng anh? Không. Được, nếu chỉ vì bộ phim Ca Vũ Thanh Bình đó mà phải làm tới hai cha con có kết quả như vậy, thà tôi đem bỏ nó đi. Ba, anh Phong à, anh đừng có đi nha, tụi tôi muốn anh ở lại lắm đó. Bề nào ông chủ cũng đã đạt yêu cầu cho anh rồi. Nhưng mà anh Phong đã hứa với bồ thị rồi, bồ Chánh Khang rất lanh lẹ đã hứa với anh rồi. Tôi thì không hiểu nổi tại sao anh phải dứt khoát làm việc cho bồ Chánh Khang. Ông cũng lợi dụng anh thôi. Anh Tuấn à. Cái gì chứ, cái tẩy của ông không phải sạch sẽ lắm đâu. Ông là cha của anh nha. Thế làm sao? Gì vậy? Đứa này nhìn đứa kia hái, thuyền tới đầu cầu tự nhiên đi thẳng. Đi chơi tôi đi. Đi đi, đi đi mà. Tự nhiên kêu tôi ra đây. Đi tới chỗ này hả? Tự nhiên tôi muốn tới chỗ này chơi. Hồi trước không có cái gì, cảm thấy thoải mái thiệt. Anh Phong, hồi trước anh ở chỗ này hả? Cũng mười mấy năm rồi. Hoa quả vẫn còn, người lại thay đổi. Cũng đâu phải, bây giờ tôi với anh là bạn thân mà. Căn nhà đằng kia kìa, tới chỗ đó coi đi ha. Đi đi. Anh Cương à, anh có nhớ lần đầu tiên anh bắt tôi vô phim trường không? Anh Cương à, đi đi. Hai, Lý đạo diễn. Đạo diễn, cho nó cơ hội đi, có tiềm chất lắm đó. Nè, có tiềm chất hay không thì do nói đó nha. Lý đạo diễn à, ít ra đúng quá cái bộ giá chứ. Hình thù lăng nhăng, làn da ngâm đen, cái đó kêu là tướng tuồng. Anh đừng có cho rằng anh đóng một cuốn phim dớ dẫn, được làm dây chánh rồi bây giờ dắt người ta vô làm nghệ sĩ nha. Bộ phim đó là đàn bà đóng thế người ta thôi. Nếu không thì anh đâu có tư cách như vậy. Lý đạo diễn, đạo diễn à, kiếm quẹt cũng không thấy ảnh, chắc là bệnh rồi đó. Thế vậy thì mau đi kiếm người thế đi. Lẹ lên. Nè, bình tĩnh đi. Đạo diễn à, cho nó cơ hội đi mà. Nó được đó. Nè, khỏi cần tiền công có chịu hay không? Cứ trừ lương của tôi đi. Thôi được, kể như may mắn, thay đồ đi. Anh Cương à, chị mình cũng chịu sao? Đóng gì chứ, chỉ cần anh vô được nè. Hà hơi nhìn nhục cũng đáng lắm mà. Từ đây hai anh em của mình cố gắng làm ăn. Anh sợ không có ngày vinh hoàng sao? Nè, thay đồ đi. Đi đi. Lẹ lên, một cái lũ hai đồng nhanh lên đi. Qua lại có tiền nữa rồi. Có tiền cái gì cũng chịu làm hết. Lẹ lên, lẹ lên. Anh Phong à, anh chơi tụi đi sau tụi trả cho anh nè. Được, trả đây. Anh Cương, lẹ lên đi. Thực ra làm tài tử không phải dễ ăn đâu. Tôi thấy hai người đâu thoải mái gì chứ. Có gì đâu mà thoải mái. Trước ông kính huy hoàng, sau ông kính tồi bại. Khách. Được đó đại diện.
Anh Cương không sao chứ? Có gì đâu. Đi tranh né chứ. Nói anh lo thì anh lo quá. Anh còn nghĩ làm thiệt nữa. Tức là đánh thiệt mà. Hơn anh 2 năm kinh nghiệm mà. Ông chủ. Ông chủ. Ông chủ. Ông chủ à, còn có thể làm hay hơn được. Ông chủ diễn hay lắm. Anh chắc sẽ một lần nữa luôn. Nhãn quan của tôi không sai đâu. Nè anh Duyên à, cái màn hồi nãy quay lại một lần nữa đi hả? Dạ được, các Duyên vào chỗ đi nha. Nè Phong, ráng nha. Tất cả diễn lại lần nha. Diễn lại lần nha. Hay lắm. Vô đi. Vô đi. Vô nè. Nâng ly nha. Rồi nâng ly. Chúc mừng ngày cũ của nam diễn viên Tần Phong tu chỉnh sửa sang sao. Ý dạ, khỏi quá, dập tắt đi mà. Khỏi quá, khó chịu quá. Nè, trở về chỗ này là nghĩ chuyện ngày xưa, vui vẻ quá. Có đúng gì không hả? Suy nghĩ tôi sao hả? Bên bộ thị thiệt tốt danh quá. Anh đừng rụt rè quá đáng nha. Suy nghĩ kỹ đi. Lỗ Bá Xuyên trước mặt tôi đốt hết cuốn phim trị giá cả mấy trăm ngàn. Bộ anh cho con người của Lỗ Bá Xuyên là như vậy sao? Suy nghĩ kỹ đi hả? Có cần sở quân giúp cho anh hay không? Có biết nhiều chuyện lắm. Không cần. Anh muốn ở lại ký hợp đồng với Lôi Bá Xuyên hả? Để coi ông chơi anh thế nào. Em thiệt chịu anh tặng cho em sợi dây chuyền hạt chuối này. Anh nói đi. Từ nay anh khỏi đóng bộ phim Ca Vũ Thăng Bình nữa. Khỏi đóng hả? Em nghe ông nói chuyện với Tạ Dúc Lân. Ông nói bộ phim đó chưa hề đốt. Bề nào bộ phim đó anh đóng cũng sắp xong rồi. Mai mốt ông biểu anh đóng bộ phim văn nghệ khác, ráp nối lại với bộ phim Ca Vũ này, thì có thể hoàn thành bộ phim đó rồi. Bộ ông không sợ anh trở mặt với ông sao? Ông mà sợ anh hả? Lúc đó anh ký hợp đồng với ông rồi, bộ phim đó thu được, anh càng nổi nữa, thì anh lấy gì mà nói đây? Thật ra em cũng không có muốn anh nhảy qua bồ thị. Anh bơ mặt ổng quá, ổng không tha cho anh đâu. Anh thì không muốn làm con chó sói đi người ta dựng về. Anh thật muốn làm lại một nghề bình thường, không muốn chơi cái màn này nữa. Anh chán lắm rồi. Em ly dị ông đi. Hai đứa chúng ta sống chung càng sung sướng hơn. Em là một người trọng tiền bạc xa qua, anh biết chứ. Bây giờ không sung sướng sao? Đừng có sợ bản thân đó. Cứ nằm đi. Kiếm tôi có chuyện anh Cương. Bộ phim Ca Vũ Thăng Bình, sở quân tìm cách lấy được rồi nè. Tôi biết rồi mà. Tôi biết làm sao. Hoan nghênh anh gia nhập. Cảm ơn. Đủ vô thoải mái, cạn ly.
sự tự do của tôi cản liền. Tự do của anh à? Vì sự tự do của tôi hả? Cản liền. Không cần biết ai tự do, tóm lại mình tự do được rồi. Trong hợp đồng cũ của Tần Phong nói rất rõ ràng, mặc dù hợp đồng cũ đã hết, nhưng hợp đồng sống vẫn còn 2 năm. Trong 2 năm đó mà đi ký hợp đồng với công ty khác, tức là đã phá hợp đồng. Hơn nữa, bộ phim Ca Vũ Thanh Bình còn chưa quay xong, cho nên căn cứ hợp đồng bằng miệng nên có quyền truy tố hắn. Được, lập tức biểu hắn đi làm liền đi. Nếu hắn không về, ra lệnh cấm chế. Tiếp theo đây là tin tức đầu giờ. Bạo động tại Hồng Kông tiếp tục leo thang. Sáng nay đoàn biểu tình khoảng 300 người vượt lằn ranh giới hạn và liền đá viên gạch về phía cảnh sát. Cảnh sát đã dùng tới vòi rồng và lựu đạn cay để dẹp tan đoàn biểu tình này. 5 phút sau, đoàn biểu tình đã tuần hành trước tòa hành chánh địa phương. Phía cảnh sát đuổi sống thị quay. Hai bên đã xô xát mãnh liệt, một người chết và nhiều người bị thương. Thông cáo Ca Vũ Thanh Bình, ông kêu lôi biểu tôi đón anh đi làm đó. Xin lỗi, tôi đã mang hợp đồng. Căn cứ theo hợp đồng bằng miệng và văn bản của ông Tần Phong và ông Lôi Bá Xuyên thì ông phải bồi thường lại những bộ phim mà do ông đóng thời gian 1 năm qua chưa có hoàn thành, tạo cho công ty điện ảnh phải chịu thiệt hại. Ông Tần Phong phải bồi thường cho công ty điện ảnh Lôi Thị. Tính tới 12 giờ ngày hôm nay, tổng cộng số tiền phải bồi thường là 6.694.069 đồng. 600 mấy ngàn? Tôi mua được mấy căn nhà rồi. Nếu như ông Tần Phong từ chối đóng phim thì số tiền bồi thường này sẽ tính tăng tiền lời mỗi ngày là 10%, mãi cho tới khi bộ phim Ca Vũ Thăng Bình quay xong mới thôi. Kìa, ông Phong à, ông có thể cho chúng tôi biết số tiền kỳ này bồi thường là bao nhiêu không hả? Dạ, về sự kiện này ông có thể giải thích sơ qua cho chúng tôi biết được hay không? Ông liệu công ty Bồi Thị có bồi thường số tiền này cho Lôi Thị hay không? Hay là ông phải khai phá sản? Quý vị, tôi tin rằng vấn đề này của chúng tôi cũng dễ giải quyết thôi. Khi nào giải quyết xong sẽ cho quý vị biết đầy đủ chi tiết. Cảm ơn. Thấy chưa? Thế nào Lô Bá Xuyên cũng chơi cú này. Đạo diễn, quay được chưa? Được. Tất cả làm cẩn thận nha. Anh Phong à, về chỗ đi. Được. Stand by. Cả thế giới chuẩn bị nha. Anh Lôi à, tôi thấy hôm nay dường như anh không được khỏe đâu. Không ấy, để ngày mai đi. Mới chạy. Dạ. Cả thế giới chuẩn bị. Camera. Tự mình bước vô đi. Anh à, cứ quay. Quay đi. Cuối cùng em cũng đã tìm được anh rồi nè. Bỏ đi ra hả? Tôi không muốn đâu. Bỏ đi ra hả? Tôi không đâu nữa đâu. Không đâu nữa. Tại sao không quay vậy? Đạo diễn, ông chủ, tại sao không quay? Quay đi, tốn nhiều tiền lắm mà. Nè, lại lên.
Ông Lôi à, cái kiểu của nó tôi thấy không ổn đó. Để tao coi nó làm khờ tới đâu. Mai quay phim. Quay phim. Phim quay. Quay phim. Phim quay. Nè, coi chừng cái camera. Mày muốn chơi hả? Mày chơi không nổi đâu. Nếu mày còn chơi vài lần nữa, khán giả sẽ cho mày là một thằng ăn cháo đá bát, qua xong rồi lại muốn làm đấm đò. Vậy chưa chắc đâu. Toàn khán giả sẽ cho ông là ỷ có đồng tiền, rồi hiếp đáp nhân viên, đôn nhân hùng xảo trá không biết nhân nghĩa là gì. Phong, anh có sao không vậy? Không có gì, chỉ nghỉ vài bữa là tiếp tục đóng phim được. À, ông chủ Lôi à, theo ông nói như vậy, hình như chẳng có chút tình nghĩa. Cương vị thương nghiệp, ông bò, ông cũng vậy chứ. Cho nên nói, nếu trong cương vị thương nghiệp mà nói, đó là cạnh tranh công bằng, kẻ thắng là vua. Ôi cũng vậy, nhưng mà tôi nói điều đó là luật pháp, sai rồi, là thủ đoạn chính chắn. Đủ rồi, đừng ồn nữa. Làm ơn cho tôi yên chút được không hả? À, Phong à, cậu cứ việc nghỉ ngơi. Có chuyện gì, cứ việc kiếm tôi nhất định giúp cậu. Kiều Cương, ông Lôi biểu tôi khuyên bạn anh một chút. Ở đời phải biết điều một chút chứ, đừng bao giờ có sức phải xài cho tận, vì tốt cho anh và tốt cho ảnh nữa. Vì tôi? Anh có biết là khán giả thích coi phim anh không? Khán giả rất thích của anh đóng chung với Tần Phong. Chỉ cần Tần Phong còn một ngày ở Lôi Thị thì anh khỏi sợ không có phim để cho anh đóng. Anh biết làm cách nào được chứ? Tâm nguyện mình phải hơn cả. Mình không tin suốt đời này phải dựa theo Tần Phong. Tất cả hãy chờ coi. Anh Phong à, đừng uống nữa mà. Trả lại cho tao. Đã nói đừng uống nữa mà. Anh biết uống vậy hại người không? Anh Cương à, có rượu không? Có. Anh Cương, thì ra do anh lần nào cũng cung cấp rượu cho anh uống hả? Anh đã ở cả tuần ở trong bệnh viện rồi. Nếu anh không muốn như vậy thì anh đã xuất viện lâu rồi. Thực tế tôi đâu muốn xuất viện. Hồi trước anh có lý trí lắm mà. Anh còn muốn đấu trí với họ nữa. Anh coi bây giờ anh giống ai không? Nè, đừng có trốn tránh nữa có được không hả anh Phong? Trốn tránh cũng được, tích cực cũng được. Chỉ cần được tự do, đó là sách lược của thành công. Đúng vậy. Vì để được tự do, tôi không bao giờ bỏ cuộc. Nè anh Phong à, đừng uống nữa mà. Đừng uống nữa. Anh Phong à, đừng uống nữa mà. Anh Phong, anh đây. Đừng uống nữa. Đừng uống nữa mà. Ông thật là biết hưởng thụ quá. Cảnh sương mù rất đẹp mà cứ ở trong nhà không có thưởng thức thì quá uổng phí. Dạng vật tận dụng mà đối với người làm ăn của chúng ta rất là quan trọng lắm. Vậy thì dĩ nhiên rồi. Bởi vậy nói, như một nhân tài hiếm có như Tần Phong vậy, nếu cứ bê tha như vậy mãi đúng là đáng tiếc lắm. Hơn nữa đối với ông Lôi, đó là một thiệt hại rất nặng.
Ông bồ, vì người của tôi mà lo như vậy, tôi rất là cảm động vô cùng. Nhưng mà vấn đề của tôi, tự tôi biết giải quyết. Ông Lôi à, cũng chưa chắc hẳn là chuyện của ông. Cái thằng khùng phòng đó, nó bồng bột nhất thời, lại ký hợp đồng với công ty tôi. Như vậy tôi làm sao khoanh tay mà nhìn được? Ồ, vậy thì ngại thiệt đó. Hợp đồng đóng phim của thằng Phong với công ty tôi còn chưa hết, lại ký với ông. Về luật pháp, thực tế đâu thể nào nhìn nhận được. Quá dư thừa. Ai có tiền nhiều, người đó là quan tòa. Tất cả những gì trong pháp luật hoàn toàn không có ý nghĩa. Chúng ta là những kẻ thông minh, bao giờ đem tiền như vậy làm lợi cho chính phủ đâu. Ông Lôi à, ông nghĩ coi tôi nói đúng không? Vậy thì phải nhìn người, nhìn hoàn cảnh. Ý chà, tôi còn công việc phải làm. Xin phép nha. Ông chủ Lôi, mình đều là người lớn cả, đừng vì một chuyện mà nóng nảy làm hư hết đại sự. Thôi để tôi phụ ông cho. Ông bò à, vậy thì đâu cần phải phiền tới ông. Dân à, đi.